Đây là điểm tâm mà nhà bếp hiếu kính. Trời đất ơi, sao mặt lại trang điểm thành ra như vậy? Hả? Nè, chẳng phải chàng nói chàng tin không trang điểm búi tóc sao? Tiểu Đào đang quất, dạ. Mau lên rửa mặt trang điểm lại cho cô nương, mau lên. Mau mau lau mặt cho ta liền đi. Đúng thế này. Ai, trời ơi, không cười được nữa. Không cười được nữa. Nhạc mẫu Vạn Phúc. Không biết nhạc mẫu gọi con đến là có điều gì muốn dặn dò? Có gì dặn dò đâu chứ, chỉ là sắp tới giờ ăn sáng, cố ý gọi con đến cùng ăn sáng với nhạc mẫu Thẩm Thẩm. Chúng ta mà thôi, người một nhà đông đúc náo nhiệt. Vậy con dâu hầu hạ nhạc mẫu, tứ Thẩm Thẩm, ngũ Thẩm Thẩm dùng bữa. Hầu hạ cái gì chứ, chúng ta là người nhà võ tướng, không có nhiều quy tắc như vậy đâu. Nè, dọn bữa sáng lên đi. Coi kìa, đại tẩu tẩu, coi trí nhớ của tẩu kìa. Còn một người nữa ha, để đại nương tử của Diệp công tử gặp mặt rồi chúng ta hãy ăn. Hôm khác gặp cũng được mà. Tuyệt đối không được ha. Người ta đã từng tìm đường chết một lần rồi, may mà có các tỳ nữ ở xung quanh cứu ngay lúc nguy cấp. Ẩu nói xem, nếu chúng ta lại đem giấu giấu giếm giếm, sau này nếu chết thật, chẳng phải đã gây thêm họa cho hai đứa nó sao? Như vậy không thích hợp lắm, dù gì người ta cũng mới cưới. Sao lại không thích hợp chứ? Rốt cuộc là người nào vậy? Nghe trong lời tứ Thẩm Thẩm nói, người này có liên quan tới con. Hồng Tiêu, cô vào đây đi. Vào đây đi. Vị cô nương này là? Đứa nhỏ này là Hồng Tiêu, vốn là nữ tỳ trong phòng Nhị Lan. Sau này lúc Nhị Lan lớn lên thì nhận làm người ở trong phòng. Sau đó nữa, Nhị Lan cũng ít khi nào về nhà. Ta chỉ sợ khiến cho cô ấy lãng phí chậm trễ thanh xuân vô ích, nên trả khế ước bán thân lại cho cô ấy, còn đền bù ngân lượng nữa, để cô ấy gả cho người khác. Nhưng cô ấy lại là một người vừa si tình vừa trung nghĩa, nói cỡ nào cũng không chịu, nhất định muốn chờ ở đây. Ê, thôi đi, bây giờ Nhị Lan áo gấm về làng, thăng quan rồi có thê tử, nhưng lại quên mất cô nương người ta không nhớ gì hết. Mọi người nói coi, cô nương này một mình cô ấy làm sao mà sống đây hả? Ta đi cũng không biết phải làm sao hết. Cô ấy kiên trì cố chấp, nói cái gì cũng đều không chịu tái giá. Đây cũng có thể coi như là một tiết phụ trung nghĩa. Nếu thật sự không có danh phận gì, sau này làm sao mà ngẩng đầu làm người được đây? Vậy ý của nhạc mẫu là muốn con đưa vị cô nương Hồng Tiêu này về lại làm tiểu nương cho quan dân sao? Ta chỉ đang nghĩ, bây giờ Nhị Lan đã là trọng thần triều đình. Đúng vậy, mọi người coi đi, có vị quan cao thước cao nào trong nhà? Chỉ có một đại nương tử đâu chứ. Bên cạnh nếu không có hai bà thiếp thất thì làm sao mà có thể diện cho được? Dầu mới còn thấy sao? Nếu như không có danh phận cũng không sao. Hồng Tiêu vốn dĩ là một đứa trẻ an phận, chỉ muốn cả đời hầu một người, chỉ cần là có được một chỗ ở, vậy cũng sẽ không bị người trong phủ chỉ rõ bàn tay. Đúng đúng đúng.
Xin nương tử khai ân, xin cho Hồng Tiêu một con đường sống đi. Thứ cho dù mới không thể nghe theo. Chuyện này à, trời ơi. Nè, ai cũng nói Thịnh gia là nhà thư hương thế gia, sao dạy dỗ ra nữ nhi nhỏ nhen ích kỷ như vậy chứ? Đêm qua quan nhân đã nói với con, bây giờ không có ý định nạp thiếp. Nếu con đột nhiên lại đưa một tiểu nương về cho chàng ấy, chẳng phải khiến chàng ấy không vui sao? Khiến quan nhân không vui thì là con dâu vô dụng, là bất hiếu. Chuyện này con dâu tuyệt đối không dám. Mọi người nghe đi, dâu mới này mới vào cửa được một ngày, vậy mà dám ở trước mặt trưởng bối nói mấy câu này, làm gì có lý đó chứ. Tứ muội muội đừng tức giận. Hay là như vậy, con nó cứ đón người về trước, sau này chúng ta từ từ tính toán. Con dâu thực sự không dám quyết định thay quan nhân. Ngươi như vậy đâu phải là không dám quyết định, rõ ràng là chặn họng bọn ta mà. Còn không biết nhị lang có từng nói mấy lời đó hay không nữa, không chừng chỉ là ngươi bịa đặt lung tung thôi. Chàng ấy có từng nói hay không, chờ chàng ấy về đến nội viện thẩm hỏi là biết. Còn bé nè. Còn bé cái gì? Người ta đã là thê tử người khác rồi, còn bé ở đâu ra? Muội chỉ không thể hiểu nổi, trước khi nàng ta xuất giá, phụ mẫu chưa từng dạy nàng ta sao? Đến nhà phu quân phải an phận thủ thường. Tạm không nói cái khác, tân hôn mới ngày đầu, mặt trời đứng bóng ha, mới đến thỉnh an chúng ta. Thỉnh an xong còn không hầu hạ, nếu không phải chúng ta gọi đến hỏi chuyện, sợ là sau này muốn thấy mặt vàng của nàng ta cũng khó đó. Một người như vậy còn nói cái gì mà gia đình thư hương, quan thần thanh lưu chứ. Đại tổ tổ, cũng đừng trách tứ tổ tức giận. Dâu mới của nhị lang nhà tổ thật sự không biết điều mà. Bởi vì Hồng Tiêu mà khiến cố gia không yên ổn, con không bằng để cho đô tỳ chết đi cho rồi. Để cho đô tỳ chết đi. Mọi người đợi đi, đừng lại đi. Chết đi mà. Sao đây? Cho đô tỳ chết đi. Đừng khóc nữa. Nhạc mũ, con dâu còn nhỏ không biết chuyện, xem thường trưởng bối thật sự không nên. Nhưng vẫn không dám chống đối quan nhân, con xin tự nguyện đến từ đường phạt quỳ, tạ tội sám hối với liệt tổ liệt tông của cố gia. Cô nương, cô nương cần gì phải chịu khổ như vậy? Như vậy chẳng phải khiến người bên đó càng đắc ý sao? Dâu mới đến nhà phu quân, người ta phải ra qua với mình một lần. Cho dù hôm nay ta chống cự qua được lần này thì ngày mai vẫn còn. Ngày mai không quỳ còn có ngày mốt, ngày kia. Cứ bị người ta nhớ mãi cũng phiền phức, còn không bằng tự ta. Tự ta ngã xuống ngựa, bớt được bao nhiêu cuộc đấu khẩu. Nói là như vậy, nhưng mà quỳ lâu như vậy cũng là thân thể của chúng ta phải chịu tội. Ừ, cô già nói với ta, người mẹ kế này của chàng là một Bồ Tát giả, khẩu Phật tâm xà, vừa muốn mượn đao giết người, vừa muốn để lại cho mình một cái thanh danh hiền lương dịu dàng. Nếu chàng ấy nói không sai thì giờ này người mẹ kế đó sợ là đang đứng ngồi không yên, nghĩ xem làm sao để kêu ta đứng dậy mới đúng, sẽ không để ta quỳ mãi như vậy. À, muội hiểu rồi cô nương. Dâu mới vào nhà ngày đầu tiên đã bị nhạc mẫu với các trưởng bối ép đến từ đường phạt quỳ. Truyền ra bên ngoài, đại nương tử cũng bị mang danh là hà khắc. Đúng vậy. Đi theo Dương đại nương tử và Lâm tiểu nương bao nhiêu năm nay, cũng phải học được một chút gì chứ. Đại tẩu tẩu à, tính tình tẩu sao lại yếu đuối quá, cứ mặc người ta ức hiếp. Trước kia là tiểu tử cố đình diệp, bây giờ nó lấy một nương tử về nhà lại cả gan không nghe lời của tẩu hả? Nàng ta muốn làm phản sao? Mấy đứa nhỏ này
có gì không đúng, chúng ta cứ từ từ mà nói. Tần Hồn mới ngày đầu tiên lại đem phạt quỳ dâu mới, truyền ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười đó. Ai dám chê cười hả? Dâu mới không nghe lời, Nhạc Mẫu giáo huấn nàng ta còn không được sao? Nàng ta tự nguyện quỳ thì một ngày một đêm không cho nàng ta uống nước, xem nàng ta có chịu được không. Để thông phòng vào phòng của đôi phu thê mới cưới, nói kiểu gì cũng không dễ dàng mấy. Về lý này cũng không có gì, nhưng mà về tình thì không nói được. Đại Tẩu Tẩu à, Tẩu nói như vậy là có ý gì hả? Không lẽ để bà già này đi tạ lỗi với nàng ta sao? Tứ muội muội nói gì vậy? Đây vốn dĩ là chuyện riêng của chi chúng ta. Tứ muội muội là trượng nghĩa nói thẳng, sao có thể bắt muội dọn dẹp đống lộn xộn này chứ? Nàng ta thích quỳ thì để nàng ta quỳ, nàng ta quỳ đủ rồi tự nhiên sẽ đóng cửa sám hối thôi. Dù sao cũng phải sống chung dưới một mái nhà, cũng không nên làm căng quá. Như vậy đi, cứ để ta đi một chuyến, đi mời nó trở về. Này, Đại Tẩu Tẩu à,